cái này tao có cài má mi mày với bảo cái mày xóa mẹ của tao rồi. Bảo gì? Cái thằng hình mà thằng hình đó mở lên cái có má mi mày với bảo. Cái đó trong cái gmail của thằng của người trong đó trong gmail. Thôi thôi để bao đằng mày. Của ta cái mày đi bỏ xóa. Thôi đến đây đến đây để đâu mày. Thôi để cho em có. Nó lớn cho nó đi học lớp 1 rồi, là cho nó học văn từ lớp 1 rồi. Trở lên sau này nó giỏi lắm. Bây giờ học khó lắm nha mẹ. Ở khi này là cô chú chú tập trò mẹ. Ai giờ học gì kỳ cục. Ai học đó giờ. Mà nghe nói là cải bỏ rồi. Ai mà học đó. Để nó chơi có chứ ai học ba đó. Em nói gì à? Ô ô tròn tròn. Tròn tròn tám giác vuông. Mà nghe nó nói là học lại là bỏ cái đó rồi. Quên là đang chịu. Đúng rồi, dạ dạ chương trình hồi đó. Giờ dạ chương trình kỳ cục quá. Thôi nhảy luôn rồi mấy ghê. Are you sleeping?